Cái việc hôn nhân của chị như thế nào? Tôi với ông xã tôi á, ly thân nay là 8 năm rồi. Dạ. Tôi ổng ở dưới quê ổng, còn tôi ở ở trên thành phố với con tôi. Dạ. Là có giấy tờ ly dị hẳn hồi chưa chị? Có ly thân 8 năm hả chú, chứ chưa có ly dị. Trời ơi, rồi. Tại vì chưa có lên chương trình. Dạ. Tôi thấy cái anh gì Tôn Đi Nguyễn gì đó. Dạ. Là hợp với tôi. Dạ. Tấm tình giống như tôi. Dạ, em chào chị nha. Rồi, chị chào em. Cho em hỏi là chị tên gì? Chị tên Quách Thị Mai Liên. Quách. Quách. Rồi chị nhiêu tuổi? Tôi sinh 1965. Là 58 tuổi. Chị ở đâu? Tôi ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Chị cái việc hôn nhân của chị như thế nào? Tôi với ông xã tôi á, ly thân nay là 8 năm rồi. Dạ. Tôi ổng ở dưới quê ổng, còn tôi ở ở trên thành phố với con tôi. Dạ. Là có giấy tờ ly dị hẳn hồi chưa chị? Có ly thân 8 năm hả chú, chứ chưa có ly dị. Trời ơi, rồi. Tại vì ổng nói á, muốn đi thì đi, chứ ổng không cản, ổng nói vậy đó. Tại vì ổng ở dưới quê ổng á, là nay là 8 năm, tôi lên thành phố tôi ở với con tôi 8 năm rồi đó. Con tôi đồng ý. Con tôi đã nói hai mẹ với cha sống không hạnh phúc á, thì con với chị á là đồng ý đó. Mà em nói với chị như thế này nè, chị chưa có ly dị là ảnh anh đó là vẫn là chồng của chị. Rồi chị bước thêm nữa, ổng lại ổng ghen rồi sao, ổng kiếm chuyện rồi sao? Không, coi như ổng nói đi là đi, chứ ổng không có giữ lại, mà ổng nói mà. Mà tại sao trong khi đó, trước khi chị muốn thôi ra là chị phải đi ra tòa ly dị chứ, làm sao mà chị không ly dị mà chị... Bây giờ á, ly dị thì được chứ không phải không được, mà tôi thấy già rồi ly dị á, là kỳ quá. Rồi bây giờ để em nói cho chị nghe, thí dụ chị không ly dị, thí dụ đi bây giờ chị bước thêm kiếm có ông khác đúng không? Thì ổng lúc đó ổng nổi cơn ghen lên rồi ổng không cho chị ở trong đó, chị làm gì? Tại vì ổng làm một trên cái giấy tờ hợp pháp là còn vẫn là chồng, tại vì chưa đi về, chị hiểu không? Hiểu, nhưng mà ổng nào giờ ổng đâu có thương tôi đâu. Tôi bỏ tôi đi rồi, hồi đó là mới có hai mấy tuổi. Cái tôi thương con tôi quá, cái tôi về tôi sống tới giờ mà hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Coi như sống nhà không có tiếng nói chung, thành ra hai vợ chồng không có hạnh phúc. Ráng ở tới giờ nhưng mà ly thân nay là 8 năm rồi đó. Dạ. Ly thân chưa, nếu mà em nói chị nghe là già cả gì. Tại vì á, chị ly thân ra là chị có quyền lợi của chị. Chị không ly thân thì dạ. Chị không mất quyền lợi. Bây giờ ổng lên ổng phá, ổng nói là chị là vợ của ổng. À, không cho ông kia ở thì ông kia không dám, tại vì trên giấy tờ hợp pháp là chưa ly dị mà. Đó. Dạ. Đó. Nếu mà cảm thấy mình không ở được thì mình ly thân, mà ly thân bây giờ cũng đó, ly dị cũng bình thường thôi, lại đó thì đâu có gì đâu, thì tòa ký cho làm cái tính giấy chị ly dị thôi, chứ đâu có gầm gà, đâu có thông báo gì sùm trên mạng đâu mà chị sợ, đúng không? Thì biết vậy rồi, mà tại vì ổng nói giờ muốn đi đi, ổng không cản, ổng nói ổng cho đi mà. Rồi ổng hiện giờ ổng có vợ chưa? Ổng có vợ mà ổng đi tối ngày, không hiểu ổng. Tại vì ổng ở dưới quê, ở đây có dòm camera, ai ổng đi tối ngày à. Rồi trong 8 năm qua chị có gì dữ không? Có, thí dụ như con nó về, nó có rủ về rồi cái đi lên
lên liền chứ không có ở. Mà ổng cũng không có lên nữa. Mà khi mà chị về về dưới ổng có hỏi thăm chị sức khỏe hay là cái này sao sao không? Không, ổng không dòm. Cũng không nói chuyện luôn. Không. Mà hãy cho tiền ổng chị cũng lấy. Trời ơi kỳ vậy. Ở em nói chị nghe nè, nghe nè. Thí dụ mình ở là mình ra ở, còn mình thôi thì cho ra thôi, chứ đừng làm như vậy đó. Như vậy nó khó lòng lắm. Tại vì nhỏ con gái á, nó nói bây giờ mẹ sống với cha không được á, thì giờ đường ai nấy đi. Bây giờ đứa nào nó cũng chịu hết á. Nhỏ con gái thì giờ nó có chồng ở Singapore à. Còn ở đây á, là ở đây với thằng trai. Ở chung cư quận 4. Đó. Còn ổng ở dưới quê ổng làm, ở dưới ổng có giường dưới. Ổng ở nhà của ổng. À. Rồi hồi em hỏi chị là chút trước quê chị ở đâu? Quê tôi hồi đó ở dưới chợ gạo mà cha mẹ tôi chết hết. Hồi đó tôi mới có mười mấy tuổi á là cha mẹ tôi chết rồi. Chị ba ơi, chị ơi, mẹ. Chị nói chuyện từ mắt rồi, đừng nói chuyện từ mắt được rồi. Nói từ mắt được rồi, chị hiểu không? Em nói chị nghe không? Trời ơi, nói chị mà chị cứ dòm em lâm lâm hoài chết thì chết. À, hồi đó ba mẹ tôi mất hết. Rồi cái bắt đầu tôi lớn lên là hồi 17 tuổi, tôi không có còn người thân nào hết á. Rồi cái ổng thì hỏi cưới tôi, cái tôi mới ưng ổng để mà mình có nơi nương tựa. Mà về thì sống có 2-3 năm mà hạnh phúc còn nhiêu là toàn là không hạnh phúc. Rồi cái có thời gian bỏ đi, rồi cái nhớ con quá, rồi cái trở về sống tới giờ mà sống không có hạnh phúc, không có tiếng nói chung. Ai bỏ đi trước? Nhưng mà dạ tôi. Nói chung là sống được hai mặt con. Đúng rồi. Giờ đứa con gái thì nó có chồng ở bên Singapore. Còn ở đây thì ở với thằng con trai. Đó, với con dâu. Mà tại vì thằng trai với con dâu không lẽ mình già nó nuôi mình suốt đời cũng đâu bằng mà vợ với chồng. Dạ. Chị có cái ý định mà để bước thêm bước nữa lâu chưa? Cũng lâu rồi, nhưng mà tôi có coi cái kênh của chú là từ hôm nào tới nay, đêm nào cũng coi, ban ngày cũng có coi nữa. Dạ. Nhưng mà tôi thấy cũng như không có người nào hợp ý, thành ra tôi chưa có lên chương trình. Tôi thấy cái anh gì, Tôn Đi Nguyễn gì đó, là hợp với tôi, tấm tình giống như tôi, cũng như hiền lành. Như mà tôi hiền lành, tôi ít nói, tôi không có nói chuyện mà cũng như hoa bướm như người ta. Đó vậy đó, rồi ăn thì nói chung là cũng thích ăn tương, cũng từ thiện. Tôi thấy anh đó tánh tình giống như tôi rồi, thành ra tôi thích ảnh. Dạ. Vậy là chị thích anh Tony Nguyễn. Dạ. Nói chung ra anh Tony Nguyễn thì thứ nhất là đó giờ chưa có vợ nè. Cũng không có vợ là đồng nghĩa với không có con. Đó. Dạ. Thì ảnh cũng biết làm phước, đi chùa ăn đó thì khi mà em đăng lên hồi ngày nay là rất rất là nhiều cô muốn kết bạn với anh Tony Nguyễn đó, thì cái đó coi như là tùy duyên đi đó, tùy duyên. Dạ, đúng rồi. Nếu mà sau khi em đăng cái clip của chị lên thì anh Tony Nguyễn thấy thì ảnh chọn ngay thì em cho số của người đó đó. Dạ. Coi như là tùy duyên. À, chứ mình cũng không có nói trước được. Dạ, cái này mình đánh nhau cũng tùy duyên mới đánh nhau được. Chứ đừng không thì không đánh nhau được. Dạ. Thì em khuyên chị như thế này. Ví dụ mà có đến anh nào đó thì trước tiên, đầu tiên việc làm là chị phải về dưới ly dị. Dạ. Phải ly dị thì người ta mới đến với chị, còn không ly dị bảo đảm 100% không ai đến với chị. Dạ. Dạ. Đó. Tại vì trên cái mặt giấy tờ luật pháp là chị vẫn còn là chồng. Dạ. Tại vì chị chưa ly dị mà mới ly thân mà, đúng không? Dù cho chị 20 năm, 30 năm đi nữa cũng là chồng.
chừng nào mà ly dị xong mới gọi là không phải là chồng đó, cái đó là chia tay đứt cái đó. Còn này chị đã 8 năm qua mà chị cũng chưa đi hăng là tiếng cũng phiên cô chú anh chị em, nếu chấp nhận không ở nhau thì cứ việc ly dị, chặng đường ai nấy đi, ai muốn kiếm vợ hay là kiếm chồng là cái quyền riêng tư đó. Còn về về chị muốn kiếm chồng mà người ta thấy chị chưa có thôi, người ta cũng không dám nhào vô nữa đó. Thì bây giờ trước tiên cho tí mà có anh nào em đăng lên đây có anh nào thương thì đầu tiên nhất là chị phải về ly dị đó. Còn tại vì chú biết không, con tôi đồng ý là mấy năm nay đó, nhưng mà mấy năm nay tôi không có nghĩ tới, rồi bây giờ tôi cảm thấy tôi buồn, thành ra tôi mới coi trên cái kênh của chú á. Tôi thấy cái chú cái anh tôi đi đó đó là tánh tình giống như tôi. Là tôi thích. Tại cái tôi mới nay tôi mới lên trên kênh của chú. Nhờ chú giúp đỡ. Thì không, em là chỉ có việc là chia sẻ thông tin lên đặng cho những anh nào chưa có vợ đó hay là chia tay vợ đó thì đặng mà ghép đôi lại nhau. Đó, còn mà có đến với nhau không hay không là cái đó là quyền của chị anh đó, và cũng là cái duyên đó. Có đến đâu được, có đến được hay không là do cái duyên của hai anh chị. Thì nếu mà anh này không được thì cũng còn anh khác, thì chị có cứ tiếp tục mà coi trên cái kênh của em đi đó. Thì nên là chị phải coi từ đầu tới cuối nha, coi hết clip, coi canh đó nói những chuyện gì, coi cái hợp ý của mình không. Thì lúc đó cảm thấy hợp ý anh nào thì chị cứ xin số anh đó thì em sẽ cho. Rồi chị với anh đó liên lạc với nhau, tìm hiểu nhau, thì coi như buổi ban đầu là mình coi như là bạn bè đi ha. Chứ mình đừng có nghĩ gì hết. Rồi mình tìm hiểu với nhau, cảm thấy mà thích hợp thì mình đến với nhau đó. Còn không thích hợp thì làm bạn bè, buồn buồn điện tâm sự, hỏi thăm sức khỏe nhau. Chứ không có gì hết. Thì giờ mình không có duyên thì mình làm bạn bè để mình tâm sự cũng được. Như vậy là con của chị cũng đồng ý cho chị lấy người khác. Dạ, nhỏ con gái cũng đồng ý. Nó đồng ý nay là cũng mấy năm rồi đó. Mà tại tôi chưa nghĩ tới. Để nay tôi thấy cái anh đó tính tình giống như tôi ra tôi thích. Tôi mới lên trên kênh của chú. Nói chung ra là kênh của em hiện giờ, nói chung ra là cái yêu thương thì cũng trước tiên là cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã ủng hộ kênh là Tiếng Sông Nước Vui Vẻ là kết nối yêu thương đó. Thì có rất nhiều cô chú điện Tiếng để muốn kết nối, thì Tiếng cũng nói rõ nha, những cô chú anh chị em nào, cô chú anh chị em xem cho rõ nha, cô chú anh chị em nào không lên chương trình của Tiếng, thứ nhất là đừng nên xin số điện thoại, tại vì xin có Tiếng không cho đâu. Ai muốn tham gia chương trình thì Tiếng mới cho và mới kết nối lại. Còn những cô chú anh chị em nào xem cái điện Tiếng là nhắn tin cho Tiếng, nói Tiếng ơi cho chị số đó, Tiếng ơi cho chú số của chị đó là nhất thiết Tiếng không cho, tại vì Tiếng không biết anh chị là ai, anh chị ở đâu đó. Đợi giờ thì không biết tin tưởng ai thật ai giả, nên Tiếng không cho chừng nào cô chú anh chị em lên chương trình của Tiếng thì Tiếng mới có nhiệm vụ là cho. Còn những cô chú anh em nào không lên chương trình thì Tiếng không có nhiệm vụ để cho số người lạ đó. Thì mong cô chú anh em hãy thông cảm đó. Thì Tiếng cũng nhắc lại một lần nữa, thì cô chú anh chị em nào ở xa quá thì Tiếng quay gọi lên Zalo, còn nếu gần thì lại tới dốc cầu Dầm Cống ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là gần ngã ba Lộ Tẻ, Gạch Giá, Long Xuyên đó. Thì tại đó thì có vườn dừa hoa lan, thì ngày chủ nhật thì Tiếng quay chương trình tại đó. Còn nếu mà ở nói chung ra là nhiều quá thì Tiếng sẽ quay thêm ngày thứ bảy đó, thì Tiếng có thể là quay hai ngày, chủ thứ bảy và chủ nhật. Tiếng chọn mấy ngày đó là những cô chú anh em khi công nhân nè cũng nghỉ nè, rồi làm việc cũng nghỉ nè đó. Thì trước khi muốn tham gia chương trình đó, muốn đi đến Tiếng á, thì phải cho Tiếng hay trước là một ngày nghe cô chú anh chị em.
thì cũng em cũng cảm ơn chị đã tham gia chương trình rất là nhiều. Thì sẵn đây em hỏi chị thêm. Chị được. Đó. Thì sẵn đây em hỏi chị thêm một chút vấn đề. Thí dụ chị muốn kết duyên, muốn cùng anh đó thì chị thứ nhất chị lựa anh đó bản tánh như thế nào mới hợp với chị? Như chị thì thích người như hiền lành, phải thương mình thật tình, và mình cũng phải thương lại người đó thật tình như vậy. Dạ. Dạ. Rồi tánh tình như thế nào? Thì tánh tình hiền lành vậy đó, cũng như là biết lớn biết nhỏ vậy đó. Yeah. Biết người lớn người nhỏ vậy đó. Nhưng mà bên tôi thì bên tôi không còn ai hết. À. Có anh chị à? Còn có mấy anh chị em không, còn cha mẹ mất hết. Rồi bên chồng cũng mất. Cho em hỏi là cái tánh của chị như thế nào? Tánh tôi thì hiền lành, không có mà đanh đá như người ta. À. Vậy đó. À, có khuyết điểm gì không? Tôi thì trước kia thì tôi cũng có bán cơm tấm ở dưới quê á, ở dưới tỉnh á, rồi cái tôi mới dẫn ổng tôi lên con tôi ở tới giờ. Không, em hỏi là đó. Em hỏi là cái khuyết điểm của chị á, cái tật xấu của chị á là có không? Tật xấu thì tôi hơi cằn nhằn thôi. Em cũng nói chị là cằn nhằn, đừng cằn nhằn nhiều quá nha. Cằn nhằn nhiều quá là... Thí dụ như cằn nhằn là cái chuyện gì đúng thôi, chứ còn mấy chuyện mà không đúng mình đâu có cằn nhằn đâu. Chị hiện giờ chị lên trên đó là chị có làm công việc gì không hay là giữ cháu? Tôi ở nhà tôi giữ cháu cho hai đứa con đi làm. Còn nhỏ con gái thì nó có chồng ở bên nước ngoài đó. Dạ dạ, em cũng biết tiếng biết. Rồi ở đây thì giữ cháu cho con dâu với thằng trai này nó làm. Dạ. Ở nhà cơm nước thì đưa tụi nó đi học vậy đó. Dạ. Rồi thí dụ có một anh nào mà thương chị là chị đi về nhà anh đó ở. Dạ đúng rồi. Như anh Tony Nguyễn có nói là thí dụ có thương ảnh đi qua Mỹ sống cũng được, hay là hoặc là ở Việt Nam sống cũng được, là mà 2 tháng 6 3 tháng anh về một lần, nói chung ra là một năm anh về 2 lần đó. Dạ. Nói chung anh ra điều kiện rất là dễ, bởi vì nhiều cô nói chung là ngày nay quá tài, nhiều cô nói kết duyên. Dạ. Là em là một người là quay chị bữa nay là kết duyên, mà cái đó là do cái duyên của chị, để cái duyên của chị có hay không đó. Dạ. Dạ. Thì thôi nói chung ra là thôi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha, đã tham gia chương trình của Tiến. Trước khi kết thúc chương trình, chị có muốn nói lời nào với những cô chú và anh chị em ghi này, nói lời nào những mà cái anh nào mà chưa có vợ đó thì nói sao để cho anh đến với chị? Giờ thôi chị cũng chúc chị chúc em dồi dào sức khỏe. Chị cũng cảm ơn em. Dạ. Yeah. Chị cũng nói giờ chị cũng lên trên kênh của chú vậy đó. Mấy yeah. Anh nào mà thích chị thì giờ chị có biết nói hay sao. Rồi thôi em cảm ơn chị rất là nhiều. Nói chung là lời lẽ của chị cũng ít, thành ra chị cũng không biết nói sao. Không, bây giờ mình nghĩ sao mình nói vậy đi, chứ cũng không cần dân chương quá. Rồi vậy là chị thôi cũng cảm ơn em nhiều. Dạ dạ. Chị chúc mấy ông bà cô chú anh chị trong nước ngoài nước mạnh khỏe bình an. Chứ giờ chị nói chung là chị cũng không có lời lẽ gì nhiều hết, giờ chị biết làm sao chị nói vậy. Dạ. Dạ dạ. Thì Tiến cũng cảm ơn tất cả cô chú và các anh chị em đã xem chương trình Kết Nối Yêu Thương.
đó, thì mong rằng cô chú anh em hãy ủng hộ cho chương trình này càng ngày càng phát triển hơn, để chia sẻ rộng rãi đến những cô chú anh chị em để biết đến chương trình của Tiến nha. Thì Tiến xin nhắc lại một lần nữa nha, cô chú anh chị em nào không lên chương trình của Tiến thì Tiến không kết nối lại với nhau. Cái thứ nhất, thứ hai là xin số điện thoại Tiến cũng không cho nha. Đó, thì Tiến như Tiến đã nói ha, muốn kết nối dài thì lên tại chương trình của Tiến là ngày chủ nhật đó, còn nếu mà Tiến đông quá thì Tiến làm thêm ngày thứ bảy là 2 ngày đó, tại vì Tiến suy nghĩ là 2 ngày đó là 2 ngày những cô chú anh em là công nhân hay hoặc là công nhân viên chức là không có làm nghỉ thì hãy đến tại dốc cầu Vàm Cống, vườn dừa Hoa Lan là gần ngã ba Lô Tẻ, giá Long Xuyên đó, thì hãy đến đó, Tiến sẽ ghi hình. Và Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi tối vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc. Đó, thì cô chú anh chị em nhớ thương Tiến cho Tiến một đăng ký, một like, một chia sẻ, và nhớ ấn thêm cái chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Rồi, thôi em chào chị nha. Rồi, Rồi, em chúc chào chị, chú. và em chúc chị buổi Rồi, tối vui cảm vẻ nha. ơn Thì chú. Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh Rồi, chị em chúc buổi tối chú vui ngủ vẻ. ngon. Dạ.